Minecraft, một game thế giới mở phổ biến với tất cả mọi người. Tao hỏi mày, mày có yêu tao không? Không bao giờ có chuyện đó đâu, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Từ già, trẻ, gái, trai, chó, mèo, không ai là không biết đến Minecraft. Và theo như mình tìm hiểu ở trên Google thì có vẻ như là chưa có ai ở Việt Nam từng thử lập trình lại Minecraft cả. À thế à? Vậy là mình quyết định lập trình lại Minecraft trong Unity. Điều đầu tiên chúng ta cần xét đến đó chính là địa hình của Minecraft. Minecraft có núi, đồi, đồng bằng, cỏ, đất ở dưới cỏ. Và đặc biệt hơn cả là mọi thứ đều là hình khối. Để tạo được ra địa hình giống như Minecraft thì chúng ta sẽ sử dụng Noise Map. Không phải Noise nghe bằng tai đâu, mà Noise Map là tập hợp các giá trị từ 0 cho đến 1. Để có thể hình dung được thì người ta thường dùng màu trắng để biểu diễn cho giá trị 1, màu đen cho giá trị 0 và màu xám cho giá trị ở giữa 0 và 1. Có rất nhiều loại Noise Map, nhưng mà Noise Map mình sẽ dùng trong video này là Perlin Noise. May mắn rằng ở trên mạng thì có một YouTuber hướng dẫn cách để tạo ra thế giới vô tận trong Unity. Vậy là mình quyết định tham khảo code. Và chúng ta sẽ dùng hệ thống này để làm nền tảng cho những tính năng ở sau đó. Hệ thống này hoạt động khá tốt, nhưng mà nếu bạn nhìn kỹ hơn một chút thì nó chẳng giống Minecraft tí nào cả. Làm gì có khối vuông nào đâu. Và vì vậy thì bây giờ mình sẽ phải sửa đổi cái đống code này để nó hoạt động theo ý mình. Lúc đầu thì mình cứ tưởng mọi thứ đều là hình khối mà, thì cứ dùng vòng lặp tạo ra mấy hình khối rồi xếp ra là xong. Nhưng mà mọi thứ thì đâu có đơn giản như thế. Một khối, ok, vài trăm fps. 10 khối, vẫn thế. 100 khối, ok, có giảm một chút. 10.000 khối. Vấn đề là thế đấy, nó lag. Và thế giới của Minecraft thì có đến hàng triệu khối vuông như thế. Mỗi khối thì có 6 mặt. Và nếu khối nào cũng hiện toàn bộ 6 mặt như thế thì chỉ có NASA may ra mới có máy tính đủ khỏe để mình chơi Minecraft thôi. Thay vì hiện toàn bộ 6 mặt của một khối lên thì mình chỉ hiện những mặt mà nó lộ ra bên ngoài. Có những mặt ở bên trong sẽ bị ẩn đi. Bằng cách này thì ta có thể tạo ra được hàng nghìn khối cùng một lúc. Và do thế giới của Minecraft là vô tận thì mình không thể tạo ra toàn bộ thế giới cùng một lúc được. Thay vào đó thì mình sẽ chia nhỏ thế giới ra thành các hình vuông gọi là các chunk. Và chỉ tạo những cái chunk ở xung quanh người chơi thôi. Và mỗi chunk của Minecraft thì có kích thước là 16x16 và chiều cao là 255. Nên là mình cũng bắt chước và lấy theo kích thước đấy. Bây giờ mình chỉ cần kết nối những cái chunk này vào và... Wow. Lúc nào nó cũng phải có lỗi thì nó mới chịu được nhỉ. 2000 years later. Ok, và chúng ta đã hoàn thành cái địa hình. Tiếp đến thì mình thêm texture cho các khối. Minecraft thì lưu toàn bộ các texture của các khối thành một file ảnh gọi là Texture Atlas. Lưu tất cả vào cùng một file như thế này thì nó sẽ giúp giảm lag cho game. Nên là mình cũng tìm một cái Texture Atlas, nhưng mà cái này bé hơn, chỉ có 16 block. Mọi block đều hoạt động rất là ổn, ngoại trừ những cái block mà có nhiều hơn một cái texture như là cỏ và cái bếp lò. Vậy là mình có sửa lại và bây giờ mọi mặt của một block đều có thể có một texture khác nhau. 10 điểm. Và để đi lại thuận tiện hơn thì mình có tạo ra một nhân vật. Nhân vật của chúng ta chỉ là một cục. Mình có lấy code điều khiển nhân vật mà mình đã viết từ trước, gắn vào cái cục đó và chúng ta đã có thể di chuyển xung quanh thế giới toàn là hình hộp. Xin chào mọi người, mình là FakeMG và hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft Survival. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ đi chặt cây. Cây đâu hết rồi nhỉ? Và để tạo ra cây thì chúng ta lại tiếp tục dùng Perlin Noise. Nếu giá trị của Perlin Noise lớn hơn một mức nhất định thì mình sẽ sinh ra một khối bedrock. Và mọi người có thể thấy những cái vùng bedrock rải rác ở khắp mọi nơi. Và chúng ta sẽ chỉ sinh ra cây ở trong những vùng bedrock này. Mình đã tạo thành công ra được thân cây. Vấn đề còn lại là lá cây. Vì cái lá cây nó có thể sẽ mọc lan sang các chunk khác, nên là nó sẽ hơi rắc rối một chút. Nhưng mà đối với mình thì những cái vấn đề nhỏ nhặt này chưa bao giờ làm khó được mình cả. Hiện tại mình đang gặp ở cái lỗi này. Cứ đi được một đoạn là nó lại hiện cái lỗi Index outside of the bounds. Mình đã lục tung cái đống code này lên, lọc bỏ những cái nơi mà nó không liên quan đi. Nhưng mà cái vấn đề nó không nằm ở trong cái file mà mình đang tìm kiếm, nó lại ở bên cái file này cơ. Và cái nguyên nhân khiến cho code của mình bị lỗi đó là mình ghi nhầm chữ Z thành chữ Y. Nó chỉ có vậy thôi. Và sau khi sửa lại thì mọi thứ lại chạy trơn tru, không có cái gì cả. Và hiện tại là gần 2 giờ sáng rồi, và chỉ còn gần một tuần nữa là Tết, và mình vẫn ngồi đây và fix bug. Thôi thì ít ra mình đã sửa được nó. Chắc là không còn lỗi gì nữa đâu nhỉ? Nhỉ? Tại sao nó lại như thế? Và cuối cùng thì mọi thứ cũng đã hoàn thành. Giờ mình có thể ngồi chơi Minecraft được rồi. Mình quên mất cái này đấy. Một trong những lý do mà có thể làm cho Minecraft nổi được như bây giờ, đó chính là việc nó cho phép người chơi có thể xây dựng bất cứ thứ gì họ muốn. Bạn có thể xây lâu đài, xây máy móc, bạn có thể tạo ra máy tính và chơi Minecraft ở trong Minecraft, và bạn có thể xây con cá, bạn có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà bạn có thể nghĩ được. Vì trước đó thì mình đã viết được cái thuật toán sinh ra cây, nên là cái tính năng xây dựng này nó sẽ đơn giản thôi. Nó cũng tương tự ấy mà. Người chơi sẽ bấm chuột trái để phá hủy một block và bấm chuột phải để tạo ra một block. Do chưa có tính năng chọn lựa block nên là khi bấm chuột phải thì mình sẽ để mặc định, nó sẽ tạo ra một bedrock. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm hang động. Mình sẽ đục phần bên dưới mặt đất ra thành các lỗ nhỏ. Thì lúc đầu mình định dùng 3D Perlinoise, nhưng mà do không thích cái hình dạng mà nó tạo ra cho lắm, nên là mình đã lên mạng và tìm những cách khác. Thì mình có biết được Minecraft sử dụng một kỹ thuật có tên là Perlin Worm, lại là Perlin. Thì mọi người có thể thấy cái kỹ thuật này được áp dụng ở những phiên bản trước của Minecraft, trước 1.17. Tại sao nó lại gọi là Perlin Worm? Bởi vì trông nó giống hệt một con giun, và chúng ta sẽ dùng Perlinoise để điều khiển hướng đi của con giun này. Do các giá trị của Perlinoise thay đổi một cách từ từ nên là con giun của chúng ta sẽ di chuyển một cách tự nhiên hơn. Giờ mình chỉ cần tạo ra một con giun cho mỗi trăng và chúng ta đã có hang động. Vậy cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành được những yếu tố cơ bản nhất của Minecraft. Tất nhiên là vẫn còn nhiều thứ để làm nữa nếu muốn nó được như Minecraft bây giờ. Nhất là việc Minecraft bây giờ đã được một công ty tỷ đô là Microsoft mua lại. Nhắc đến Microsoft thì nếu ai ở Microsoft tự nhiên muốn có một cái bản khác của Minecraft thì cứ liên hệ mình nhá. Mình sẽ bán lại với giá là 1 tỷ đô la. Quý lắm mới giảm giá đấy nhá. Và nhiều bạn có thắc mắc đến cái việc là mình để link tải ở bên dưới, thì do vấn đề bản quyền thì có lẽ mình sẽ không để link tải đâu. Và đây thực ra là game thứ hai mình tạo ra bằng Unity. Và nếu mọi người muốn xem game đầu tiên mình làm được bằng Unity thì hãy bấm vào cái video ở trên màn hình này nhé. Ok, tạm biệt mọi người.